Vâng, em chào thầy Hùng Vân ạ. Vâng, chào. Xin mời các anh, các chị, các thầy, các cô, các anh chị chúng ta sang cái phần thảo luận của phiên buổi chiều ngày hôm nay. Rất nhiều nội dung hữu ích. Vâng, thầy Thành, cô Hạnh. Tranh thủ có hình anh Hùng Vân đây, xin được hỏi một câu, không phải là chất vấn về chuyên môn mà hỏi khả năng kết hợp để làm nghiên cứu. Tức là trong Vâng. COPD, nhất là COPD nặng nhập viện đó, thì cái con Pseudomonas là cái con mà anh em lâm sàng rất là ngại. Vậy Vâng. vậy anh Hùng Vân có thể kết hợp với hội để làm cái nghiên cứu về gene kháng thuốc của Dạ Pseudomonas. vâng. Dạ. Thì rất cảm ơn cái đề nghị của thầy thầy Thành đó. Tôi khi mà tôi xây dựng cái kỹ thuật này ra đó thì tôi rất mong để được nghiên cứu cùng với lại nhiều cái nơi khác. Và nếu mà thầy Thành có được thì tôi sẵn sàng nghiên cứu và hỗ trợ cho anh Thành toàn bộ về kinh phí thôi, làm luôn chứ không cần phải trả phí trong chuyện này. Không 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 cần phải xin tài trợ. Câu nói của anh Hùng Vân là đã được ghi âm rồi đó. Sẵn sàng. Mời cô Hạnh ạ. Thầy Thành phấn khởi quá. Xin chào thầy Vân ạ. Hôm nay Dạ báo vâng, cáo thầy cảm ơn Vân cô. là hôm nay là hội nghị của Hội hô hấp Hà Nội ạ, không phải Hội phổi Việt Nam ạ. Dạ vâng. Dạ vâng. À, đổi Em lại xin rồi. đính chính lại một chút. Dạ vâng. Thì vừa rồi là thầy đã rất là ưu ái thầy Thành rồi ạ. Vâng. Dạ Thì vâng. em cũng có một câu hỏi là nãy trong cái báo cáo của thầy ấy, thì trong cái thời gian mà lúc mà đại dịch COVID gọi là cao trào ở thành phố Hồ Chí Minh Dạ ấy, vâng. thì lúc đó cái vi sinh là nó có cái sự khác biệt so với lại sau đại dịch năm 2022 đúng không ạ? Thì Dạ ở vâng. đấy là thầy thấy là cái tỷ lệ mà vi khuẩn không điển hình ấy là nó trên 20 phẩy mấy phần trăm đó. Nhưng Vâng. mà đến năm sau thì nó chỉ còn có 7 đến 8% thôi. Đúng Thì rồi, dạ. thứ nhất thầy có cái bình luận gì về cái vấn đề này không? Ví dụ như virus cúm thì em có thể hiểu là trong thời gian đại dịch là người ta không có tiếp xúc. Đấy. Thì Vâng. có thể dẫn đến là cái virus cúm rồi một số các virus khác là nó giảm. Cũng giống như là Vâng. tỷ lệ mắc lao thấy cũng giảm rồi. Hen CVD mà cũng không nhập viện vì đợt cấp cũng giảm ạ. Thì có Dạ. thể là không có ấy. Nhưng mà đối với viêm phổi không điển hình thì thầy có bình luận gì về này? Chỗ này là em cũng không không hiểu lắm. Vì không biết mà. Đấy. Cái thứ đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là em có nghe nói là thầy đã định danh cái serotype của Thế cả. Streptomyces pneumoniae ấy. Dạ vâng, dạ vâng. Hiện nay những cái serotype nào nổi bật ở Việt Nam mình trên những cái đối tượng mà thầy đã định danh ấy, vì nó liên quan đến hiện nay là vaccine và xu hướng chúng ta là Dạ vâng. đang phòng bệnh hơn chữa bệnh nhé. Vâng, Dạ vâng vâng. em xin có hai câu hỏi như vậy ạ. Xin cảm ơn thầy ạ. Thì về cái con mà vi khuẩn không điển hình á, thì thật sự ra tôi cũng rất là ngạc nhiên khi mà mình tổng kết. Chứ còn trước đó thì tôi không có để ý lắm. Nhưng mà khi tổng kết thì trong cái giai đoạn mà 3 tháng á, là tháng 7, tháng 8, tháng 9 là lúc đó thành phố Hồ Chí Minh chúng ta là đang bùng phát cái COVID, cái đại dịch COVID là nó bùng phát lên. Thì trong 3 cái tháng đó thì có đến 20% những mẫu mà làm xét nghiệm á, thì tôi là phát hiện ra là có vi khuẩn không điển hình. Trong đó đó thì chủ yếu nó vẫn là Mycoplasma. Thì theo tôi nghĩ là cũng có thể là cái virus SARS-CoV-2 nó đã dẫn đường để cho vi khuẩn không điển hình nó có thể xâm nhập vào được. Thì tôi chỉ nghĩ vậy thôi, chứ còn thực sự ra bây giờ để trả lời được câu hỏi của cô Hạnh thì cái này là vấn đề nó cũng khó, và tôi nghĩ là chắc có lẽ để mọi các anh chị có thể tham khảo thêm. À, để chúng ta coi thử xem thử nó có vấn đề gì không. À, cái vấn đề thứ hai là về vấn đề mà định serotype của phế cầu, thì hiện nay chúng tôi cũng đã xây dựng được cái kỹ thuật multiplex real-time PCR để xác định được serotype của phế cầu, và không chỉ là phế cầu mà kể cả serotype của Haemophilus influenzae cũng như là serogroup của cái Neisseria meningitis nữa. Thì đối với phế cầu thì hiện nay chúng tôi
Làm thì kỳ vừa rồi thì mới làm trên những cái chủng mà coi như là coi như là invasive, tức là nó có xâm lấn á, thì chúng tôi ghi nhận là cái serotype mà chín, serotype 9 thì gặp là khá là nhiều. Còn một cái loại nữa, tức là đặc biệt, tức là serotype 15 á, thì chúng ta cũng gặp được. Nhưng mà trong khi đó thì cái mà coi như vaccine phế cầu á, mà vaccine 7 cũng như vaccine mà 10, vaccine 13 là không có cái serotype 15. Đó. Chính vì vậy cho nên tôi có làm việc với lại Liên chi hội hấp thành phố Hồ Chí Minh và Hội phổi Việt Nam, thì thầy Nhung hiện nay á là đã xây dựng được một cái đề cương và đang được nhiều cái nhiều nhiều người quan tâm, và chắc chắn là chúng tôi sẽ thực hiện trên serotype phế cầu, lúc đó mới có cái câu trả lời chính xác là hiện nay cái serotype mà thường nhất là chúng ta sẽ gặp cái serotype nào. Chứ còn mới sơ bộ chúng tôi làm thì chúng tôi khó nói. Có lẽ để trả lời được câu hỏi này thì hiện nay chúng tôi đang giữ được 6 trên 600 chủng phế cầu mà phân lập được từ nhiễm trùng hô hấp, thì chúng tôi sẽ thực hiện cái đó trước, và khi thực hiện cái đó trước trước thì có thể là trả lời cái câu hỏi của cô Hạnh một cách chính xác hơn. Xin cảm ơn cô Hạnh, mà thực sự ra thì xin lỗi cô Hạnh là tôi cũng không thể trả lời được một cách nghĩa là chính xác được mấy cái câu hỏi cực kỳ khó của cô. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Thực ra thì là câu hỏi thì không phải là khó, khó chẳng qua là mình chưa làm thôi, thầy chưa làm thôi ạ. Vâng, em thấy cũng quan trọng, bởi vì là vaccine phế cầu ấy thì nó lại có rất là nhiều loại. Hiện nay là có PCV 10, 13, 15 rồi VPS V23. Thế thì vấn đề là tiêm như thế nào, đặc biệt là chúng em là bệnh nhân COPD là có khuyến cáo tiêm ấy ạ. Tiêm bao nhiêu lâu, tiêm 5 năm một lần hay là tiêm 10 năm hay là chỉ cần tiêm một mũi trong đời ạ? Vâng. Thế nên là em cũng 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 muốn hỏi. Thế còn ví dụ như là đúng là như thầy nói là có thể là COVID-19 nó làm tổn thương đường hô hấp rồi nó đường dẫn, hay là nó có thay đổi gọi là cái microbiome ở trong phổi không, một cái hệ vi hệ gọi là cộng đồng ở trong phổi. Đấy thì hơi khó đúng không thầy? Vâng. Dạ Vâng. vâng, đúng rồi. Vẫn còn một số câu hỏi muốn hỏi thầy Hùng Vân ạ. Đấy là cái câu thứ nhất, đấy là các cái cơ chế kháng thuốc cũng như các gen kháng thuốc bây giờ thì mình có thể chẩn đoán nhanh bằng sinh học phân tử được không? Bởi vì dựa trên, nếu như mà chẩn đoán nhanh được thì mình sẽ nhanh chóng là phân nhóm được cái class A, class B, class D để từ đó định hướng dùng kháng sinh. Và nếu như mà làm được như vậy thì không biết là trong tương lai thì mình có đưa ra một cái khuyến cáo thay đổi cái cách tiếp cận chẩn đoán vi sinh cũng như là định hình cái gen kháng thuốc trước khi mà lựa chọn kháng sinh không thầy? Thật sự ra phát hiện cái gen kháng thuốc á, thì chúng tôi cũng đã triển khai để mà thực hiện trực tiếp trên cái mẫu bệnh phẩm, và chúng tôi thấy là khi thực hiện trực tiếp trên mẫu bệnh phẩm á, thì có cái sự trùng hợp gần như là rất tốt giữa cái tác nhân mà chúng ta phát hiện được trong cái kỹ thuật multiplex real-time PCR và cái gen kháng thuốc. Ví dụ như là nếu như mà có được cái ốc sa 24 hoặc ốc sa 52 á, thì luôn luôn là thấy trong đó có Acinetobacter baumannii đó, chẳng hạn như vậy. Hay là Klebsiella pneumoniae thì nếu như phát hiện được NDM1 thì thường thường chúng ta thấy trong đó có hoặc là Acinetobacter baumannii, hoặc là Klebsiella pneumoniae, hoặc là Pseudomonas aeruginosa. Thực sự ra Pseudomonas aeruginosa đó thì thực sự ra đó thì mình cứ tưởng rằng nó chỉ kháng thuốc dựa trên cái vấn đề là nó coi như là ức chế cái bơm đẩy, nó có cái bơm đẩy hoặc là nó đóng cái kênh porin. Nhưng mà trên thực tế khi chúng tôi thực hiện đó thì chúng tôi là thấy là Pseudomonas aeruginosa đó thì người ta cứ cho rằng cái tỷ lệ nó tiết KPC cao, nhưng mà ở Việt Nam chúng ta tôi làm tôi thấy lại là NDM1 lại khá nhiều đó. Thành ra giống như là cái bài báo cáo của tiến sĩ Hòa hồi nãy á, thì tại Việt Nam chúng ta có những điểm khác biệt ghê lắm đó. Riêng về vấn đề mà phát hiện được cái gen kháng thuốc thì tôi thấy thực hiện
trực tiếp trên bệnh phẩm là hoàn toàn có thể phát hiện được. Và cái chuyện này không phải là mình là cái người mà làm đầu tiên, nhưng mà thực sự hiện nay khi mà tôi đi dự cái hội nghị của ISA 2024 á, thì tôi thấy cũng có nhiều cái nơi người ta làm cũng giống như mình đã từng làm vậy. Vâng, còn một cái băn khoăn nữa là chỗ cái bài trình bày của tiến sĩ Thịnh lúc nãy ấy, thì chúng ta nên dùng từ phế quản hơi hay phế quản đồ? Bởi vì trong hô hấp thì chắc là chúng ta quen với cái thuật ngữ phế quản hơi hơn. Vâng. Vâng. Thực ra thì về cái mặt thuật ngữ của nó là Abroncogram, từ cụm cuối ấy, nó như cái từ em thì em hay sử dụng cái từ phế quản đồ hơn, tại vì nó giống như mà nó thể hiện ra cái sơ đồ của cái phế quản ấy. Đấy, ở trong cái vùng đấy. Thế còn về bản chất ấy là cái từ phế quản hơi là trước đây mình hay sử dụng dùng cái từ phế quản hơi, cho mình thể hiện là trong cái vùng phế quản này, cái màu đen của nó là cái phần khí. Cái này thì em nghĩ là nó là dùng theo thói quen đấy, nó là dùng theo thói quen thôi, còn về cái bản chất tổn thương nó không thay đổi. Mình thực hành lâm sàng thì mình hiểu về bản chất của tổn thương để mình đọc. Còn việc thống nhất cái danh pháp thì có lẽ là em cũng chưa đủ khả năng để Tôi nhận biết thống nhất danh comment cái pháp như chỗ thế. này, bởi vì nếu nếu nói phế của quản hơi đồ cũng được, bởi vì cái chữ đồ nó từ chữ gram Đúng rồi. là đồ, còn chữ e là hơi, thế cho nên là bây giờ chúng ta cứ quen cách nào chúng ta gọi cái đó thôi, rất là đơn giản thôi. Bởi vì nếu nếu mà gọi là đúng thuật ngữ ra là phế quản hơi đồ. Đúng rồi, Abroncogram. Vâng. Cái chính là trong các nhà chẩn đoán hình ảnh ấy thì sử dụng là phế quản đồ hay là phế quản hơi. Bởi vì nếu các nhà chẩn đoán hình ảnh mà cứ dùng gọi là phế quản đồ ấy thì chắc chắn là khi các bác ấy giả kết quả đọc cho mình ấy thì sẽ thành ra là phế quản đồ. Thế thì cái này không biết là ở các nhà chẩn đoán hình ảnh thì là dùng cái gì. Đấy. Chúng ta phải cũng nên có cái sự thống nhất, tránh cái tình trạng là đôi khi chẳng hạn bây giờ thì bệnh nhân cũng thắc mắc nhiều mà mỗi nơi đọc một khác thì cuối cùng kết quả nó cứ loạn nó lên. Thì cũng đề nghị là chỗ chẩn đoán ảnh cũng phải có cái thống nhất. Thế còn hô hấp từ xưa đến giờ vẫn dùng từ phế quản hơi đấy, thuật ngữ lâm sàng vẫn dùng từ phế quản hơi. Chúng tôi xin hỏi là có ai hỏi thầy Hùng Vân nữa không ạ? Bởi vì vẫn còn ý kiến hỏi thầy Hùng Vân, vậy vậy thầy Hùng Vân vui Vâng. xin thầy nán lại chút. Và Em xin hỏi thầy Hùng Vân một câu là trong cái phần mà trình bày cái thay đổi về cái vi sinh sau cái đại dịch Covid ấy ạ, thì em thấy có cái tỷ lệ mà nhiễm nấm là ngay trong cái năm mà đại dịch Covid thì khá là cao, khoảng hơn 40%. Còn đến năm sau đó thì nó cũng vẫn còn cao ở cái ngưỡng khoảng 30%, xung quanh khoảng đấy. Thì em muốn hỏi cái phương pháp mà phân lập nấm ở trong trường hợp này là phương pháp gì? Và mình lấy từ những cái bệnh phẩm đó là bệnh phẩm của dịch của đờm hay là của dịch nội soi phế quản hay là bệnh phẩm máu ạ? Em cảm ơn ạ. Ở đây thì chủ yếu là tôi làm bằng cái bệnh phẩm là đàm, tại vì đây là người lớn á, và đàm trước khi mà tiến hành á thì tôi có làm một cái là khảo sát trực tiếp bằng phương pháp nhuộm gram, và kết quả để xác định là nấm á khi nó có hai điều kiện đối với Candida, đó là cái lượng mà Candida mà chúng tôi định lên là trên 10 mũ năm, và đồng thời khi mà khảo sát trực tiếp nhìn trên cái phết nhuộm gram mà ở cái vùng bạch cầu á, thấy có hình ảnh của cái nấm Candida, thì lúc đó thì chúng ta sẽ xác định nó là Candida. Còn đối với Aspergillus á, thì hoặc là những cái nấm mà khác á, thì thường thường để mà dương tính mà trên 10 mũ năm thì chúng tôi không cần phải nhìn thấy có hình ảnh trong cái vùng mà bạch cầu thì mới nói được, chỉ cần là dương tính trên 10 mũ năm là có thể xác định nó là cái tác nhân. Và riêng còn có những tác nhân ví dụ như pneumocystis jirovecii,
hoặc là cái tác nhân như là histoplasma capsulatum, hoặc là coi như là cryptococcus neophragmans, thì chúng tôi chỉ cần phát hiện là chúng tôi ghi nhận nó là tác nhân gây bệnh. Đó là thế, chứ chúng tôi cũng không có song song với là vấn đề nuôi cấy trong vấn đề này, chỉ dùng trong kỹ thuật multiplex real time PCR thôi. Vâng, chúng em cảm ơn thầy. Còn có ai hỏi thầy Hùng Vân nữa không ạ? Vâng, đã phết hết phần câu hỏi dành cho thầy Hùng Vân ạ. Chúng em trân trọng cảm ơn thầy. Dạ cảm Vâng. ơn nha. Dạ vâng. Dạ. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Chào thầy ạ. Dạ Vâng, vâng. xin mời các câu hỏi tiếp theo cho các báo cáo viên khác ạ. Bây giờ có cái cũng không phải là câu hỏi, tôi muốn 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 trao đổi thêm với cái báo cáo kháng sinh và vũ khí mới trong cái thời đại kháng thuốc. Tôi không biết bạn là bác sĩ hay là dược sĩ hoặc học sĩ thì đúng là phải nên hỏi rồi. Trong cái chiến lược của bạn thì tôi lại không thấy đề cập đến hai cái câu chuyện, mà hai câu chuyện đó trong Ivan cũng viết và tôi cũng rất quan tâm, đó là câu chuyện gọi là xoay vòng kháng sinh. Họ cũng viết khá nhiều về cái xoay vòng kháng sinh trong cái chiến lược gọi là quản lý kháng sinh, và cái chiến lược thứ hai là chiến lược phối hợp kháng sinh. Vì chúng ta cũng biết là chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm trong cái điều trị lao, và chúng ta cũng phải đối diện với tình trạng kháng thuốc ở trong lao cũng rất là ghê gớm. Và rõ ràng mấy chục năm qua với cái cách chúng ta phối hợp kháng sinh trong điều trị lao thì chúng ta có thể cơ bản giải quyết được vấn đề kháng thuốc. Thế thì ở trong trong nhiễm trùng thường không lao người ta cũng có kết hợp kháng sinh, và cái bài báo cáo sáng nay của cô Hạnh về nghiên cứu Access thật ra nó là cái chiến lược tiếp cận bằng phối hợp kháng sinh ấy. Thì tôi muốn hỏi trong cái tình hình kháng thuốc bây giờ hết thuốc rồi, không còn thuốc nào đơn lẻ để có thể giải quyết được, thì chúng ta có thể phối hợp kháng sinh được hay không? Đấy là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba có liên quan đến vấn đề khí dung. Ban nãy có nói đến cái chiến lược khí dung, thì ở đây tôi cũng xin được hỏi cho nó rõ là đây là khí dung điều trị hay là khí dung phòng bệnh, và đây là khí dung đơn trị hay là khí dung kết hợp với thuốc đường toàn thân đối riêng với aminoglycosid. Xin cảm ơn. Dạ vâng, em cảm ơn thầy, cảm ơn thầy Thành. Em giới thiệu em là Hòa ở Đại học Dược Hà Nội. Em rất là cảm ơn câu hỏi của thầy. Thực ra các câu hỏi của thầy thì trong cái phạm vi bài báo cáo ngắn này thì chắc là cũng chưa thể thể hiện được. Mà đúng là cái chiến lược quay vòng kháng sinh nó là cái chắc là cái tiếp cận rất là quan trọng. Bởi vì là nhiều lúc là chúng ta sẽ thấy là nó kháng quá nhiều rồi, và thì chúng ta lại phải quay lại sử dụng các kháng sinh khác. Có thậm chí là nhiều lúc là quay lại sử dụng chúng ta phải nhìn đến cái kháng sinh nó cũ hơn để nó có thể là giảm được các áp lực đề kháng. Cứ dùng kháng sinh, cái áp lực đề kháng mà như em quan sát được thì hầu hết các cái trường hợp ở bệnh viện Bạch Mai, nhất là qua điều trị tích cực, chúng ta cứ dùng kháng sinh gì thì một thời gian sau là chúng ta lại mất cái kháng sinh đấy. Chúng ta bắt đầu mất, chúng em thấy là ví dụ colistin nhỉ, CLEP nó kháng colistin cũng bắt đầu rất là nhiều. Và kháng 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 amikacin thì chúng em nhìn rất là rõ. Giai đoạn đầu các bác sĩ rất là hào hứng bởi vì là kháng carbapenem, nhưng mà cái độ nhạy của amikacin còn rất tốt. Đẩy sang dùng amikacin ngày nó một thời gian sau, khoảng 1-2 năm sau là cái mic nó đã tăng lên và cái tỷ lệ nhạy cảm nó tụt xuống rất là nhiều. Thế thế thì cái em nghĩ là cái chiến lược quay vòng kháng sinh là cái khó có thể làm, tức là chúng ta có thể áp dụng được. Tuy nhiên thì đấy là cái tổng thể chung với các đơn vị điều trị. Nhưng mà nếu như các đơn vị khó điều trị như là hồi sức tích cực, em nghĩ là cái việc quay vòng nhiều lúc nó rất là khó, bởi vì là loanh quanh chúng ta không còn nhiều kháng sinh, và các đơn vị điều trị tích cực hiện nay là gần như đẩy về là dùng các kháng sinh là gần như là cuối cùng. Và các kháng sinh ví dụ như là em trình bày đây là khi mà chưa động đến các kháng sinh mới, thì lúc đấy là các bác sĩ thường cũng sẽ phải phối hợp rất nhiều nhiều kháng sinh, ví dụ như là chúng ta nhìn thấy colistin hay là amikacin, và thậm chí là trên kháng sinh đồ có nhiều lúc kháng cả bapenem rồi, nhưng mà chúng ta vẫn vẫn dùng, tại vì là nó có thể vẫn hy vọng với cái sự coi như là hiệp đồng tác dụng. Và chúng em cũng có mong muốn là tìm hiểu cả các cái tác dụng hiệp đồng của một số kháng sinh, ví dụ nhiều lúc chúng ta thấy meropenem phối hợp với ceftazidime avibactam thì nó lại tăng được cái hiệu quả. Đó, thì cái trường hợp đấy là những cái trường hợp mà em nghĩ là từng cái case nhỏ nhỏ
Hay là trường hợp như là Atrio Nam, chúng ta chắc cũng phải thời gian tới, nếu như mà cái con Metalo này mà nó nhiều rồi, mà chúng ta sẽ thấy là Cefiderocol nó quá đắt, chúng ta không thể nhập được. Thì em nghĩ là chúng ta có Cetazidin nhưng mà có Atrio Nam mà chúng ta nhập được về, thì phối hợp cái hai kháng sinh đấy nó lại là cái giải pháp điều trị cho cái trường hợp mà Metalo. Thế thì cái em nghĩ là trường hợp phối hợp kháng sinh, đặc biệt là trên mủ xanh, chúng em cũng thấy như thế, là nó, tại vì nó có thể là nó có mang nhiều các cái đề kháng, gen đề kháng khác nhau, và cơ chế của nó có thể là nhiều lúc là chúng ta sẽ phải phối hợp nó để chúng ta cover các cái chủng nó để tăng cái khả năng diệt khuẩn. Đấy là em cũng xin. Tuy nhiên là nó cái công thức để phối hợp nó thì nó sẽ còn tùy vào từng cái hoàn cảnh cụ thể. Thì cho nên là chúng ta sẽ rất là khó có thể nói là có một cái công thức nào chung. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy là, em thấy là các bác sĩ là nhiều lúc là chúng ta phối hợp rất là nhiều kháng sinh rồi, nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ, em về góc độ bề dược thì em xin có cái góp ý là chúng ta nhớ về cái chế độ liều. Tại vì chúng ta có chọn đúng kháng sinh hay là chúng ta phối hợp rất là đầy đủ, nhưng mà có nhiều lúc là các bác sĩ quên mất là cho chế độ liều nó không phù hợp trên bệnh nhân đấy, có thể là liều nó thấp, thế cho nên là nó có thể không đạt được cái hiệu quả. Thì cái đấy là cái mà em cũng nghĩ là cần có lưu ý với cả các trường hợp này. Cái câu hỏi cái... À dạ vâng, cái khí dung thì chúng em thấy là này, là nếu như chúng ta chỉ khí dung không thì cái nguy cơ nó, tại vì là cái tác dụng nó cứ, nếu khí dung đơn độc thì nhiều lúc là nó sẽ không, nó có thể là nó sẽ chỉ nằm ở cái dịch phế nang, theo em hiểu nó như thế, thì nhiều lúc nó có thể sẽ không tác dụng được trên cả các cái mô sâu hơn, vân vân. Thì trong các trường hợp đấy, hầu hết các thử nghiệm này em thấy là đều là phối hợp khí dung với cả cái kháng sinh đường tiêm tĩnh mạch tương của cùng hoạt chất đấy. Ví dụ amikacin khí dung thì sẽ dùng kèm với amikacin khí dung tĩnh mạch, colistin thì dùng colistin kèm colistin tĩnh mạch, để nó nâng cái hiệu quả điều trị của kháng sinh đó lên, mà nó lại không làm tăng độc tính, tại vì thực ra nó vẫn chỉ nằm ở phổi thì nó cũng sẽ hạn chế được cái độc tính. Thế và đấy là cái em nghĩ là cái lưu ý với cả cái trường hợp khí dung. Còn trường hợp và dự phòng ấy, thì trước đây thì chúng ta vẫn tiếp cận là chúng ta, người ta vẫn nghĩ là tập trung vào vấn đề điều trị, nhưng mà các cái thử nghiệm lâm sàng về điều trị cho thấy nó cũng có vai trò, nhưng mà cái chuẩn hóa cái tiêu chuẩn của cái khí dung ấy, ví dụ liều ra sao, rồi cái thiết bị khí dung rất là quan trọng đưa vào như thế nào, thì thực sự là các nghiên cứu các nơi, mỗi nơi làm một kiểu, trên kết quả nó rất là phập phù. Và chính vì vậy mà các cái y văn hiện nay và theo hướng nghiên cứu mới hiện nay ở trong cái lĩnh vực này, thì người ta sẽ cố gắng là standardize, chuẩn hóa dần cái các cái điều kiện khí dung đó để làm sao tối ưu được cái tác dụng. Thế còn đấy là về điều trị. Thế còn về cái dự phòng thì đúng là năm ngoái bọn em cũng thấy rất là hứng thú với cả cái dự phòng bằng amikacin trên bệnh nhân mà khi cắm vào thở máy, tại vì ở các cái khoa điều trị tích cực mà chúng ta cắm thở máy vào thì cái nguy cơ sau đấy bị viêm phổi do thở máy nhiễm mất con vi khuẩn bệnh viện nó lên đến khoảng 30-40% là chuyện bình thường. Thì nếu như chúng ta dùng kháng sinh đó mà chúng ta dự phòng, tức là trước vừa cắm thở máy xong chúng ta cho dự phòng bằng amikacin 3 ngày, thì cái thử nghiệm kia cho thấy là nó có hiệu quả giảm được cái nguy cơ thở máy nhiễm cái viêm phổi thở máy phát triển sau đấy trong vòng 28 ngày sau đấy. Thì trường hợp này em nghĩ là các cái đơn vị điều trị tích cực chắc là họ sẽ rất là quan tâm đến cái liệu pháp đó. Dạ vâng em không. Xin mời các câu hỏi tiếp theo. Trong hội trường chúng ta còn ai có, còn thầy cô, các anh chị nào có câu hỏi gì tiếp theo nữa không ạ? Vậy chắc cũng là hết rồi. Xin phép chủ tịch thay mặt chủ tọa đoàn xin có mấy cái ý kiến kết luận cái phiên của buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta có bốn báo cáo, trong đó thì đều là những cái chủ đề rất là hấp dẫn trong cái chuyên ngành hô hấp. Chúng ta có báo cáo thứ nhất về vai trò chẩn đoán hình ảnh trong chẩn đoán viêm phổi, thì đây cũng là những cái rất basic trong cái thực hành lâm sàng, và chúng tôi vẫn mong muốn là có cái sự thống nhất giữa chẩn đoán hình ảnh và lâm sàng về cái thuật ngữ đấy. Bên cạnh đó chúng ta cũng có một cái cập nhật của thầy Hùng Vân, và trong cái báo cáo thầy Hùng Vân chỉ cho chúng ta thấy là cái mô hình vi khuẩn virus nó có biến đổi trước, trong và sau COVID, thì cũng đã có những cái luận giải. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy là cái thực trạng kháng thuốc rất nhiều, và cái xu hướng trong tương lai
bây giờ và trong tương lai là chúng ta hướng tới việc chẩn đoán sớm, xác định sớm được các cái chủng vi khuẩn và xác định sớm được cái gen kháng thuốc, để từ đó chúng ta định hình cái lựa chọn thuốc cho đúng ngay từ từ khi mà bắt đầu điều trị. Còn nếu như mà bây giờ mà chúng ta chờ 3 đến 4 ngày sau để có kết quả cấy thì chúng tôi vẫn nghĩ là nó chậm, nó muộn. Và nếu tiếp cận theo cái hướng cấy vi khuẩn thì chúng tôi vẫn nghĩ là cái đó nó từ lâu rồi và nó truyền thống quá rồi, chúng ta cần một cách tiếp cận mới hơn. Cái báo cáo thứ ba về về kháng sinh của tiến sĩ Vũ Đình Hòa thì cũng cho chúng ta thấy hai cái phương án tiếp cận. Một là chúng ta tối ưu hóa những cái kháng sinh hiện có, bao gồm cả PKPD, bao gồm cả đường dùng. Và thứ hai nữa là chúng ta lựa chọn những cái kháng sinh mới, xuất hiện những cái kháng sinh mới. Nhưng mà cũng lại quay trở lại cái là nếu như chúng ta phân loại sớm được vào các cái nhóm ABD thì khi đó thì cái lựa chọn kháng sinh chắc chắn nó sẽ có cái tính hiệu quả hơn trong cái thực hành điều trị. Và chúng ta cái bài cuối cùng của tiến sĩ Toàn Thị Phương Lan thì cho chúng ta cả chẩn đoán điều trị của sắm 6 cái chủng nấm. Mặc dù nấm thì đến bây giờ khá thường gặp, cũng có được sự quan tâm của rất nhiều các cái chuyên gia, rồi thì các thầy thuốc làm việc trong lĩnh vực hô hấp. Thế nhưng mà với cái bài trình bày của mình thì tiến sĩ Lan đã liệt kê ra tương đối đầy đủ chi tiết cả cái chẩn đoán cũng như là điều trị 6 cái loại nấm mà chúng ta thường gặp trên trên lâm sàng. Thì với những cái nội dung rất phong phú, rất chi tiết ngày hôm nay thì trước hết xin trân trọng cảm ơn Hội Hô hấp Hà Nội cô Hạnh đã tạo ra một cái diễn đàn cho chúng ta. Trân trọng cảm ơn các báo cáo viên. Trân trọng cảm ơn tất cả các thầy, cô, các anh chị chúng ta đã ngồi đến bây giờ cho một cái phiên khoa học đầy lý thú. Xin trân trọng cảm ơn và bế mạc của cái buổi chiều ngày hôm nay. Đến hết. Vâng, kính thưa các thầy cô, các quý đồng nghiệp, thì đối với gọi là summarize thì chắc là đủ rồi đúng không ạ? Sáng nay rồi buổi chiều nay rồi. Thì tôi chỉ có một đôi lời, đấy là thay mặt cho Hội Hô hấp Hà Nội gửi lời cảm ơn trân trọng tới các thầy cô là chủ tọa đoàn, là báo cáo viên của buổi ngày hôm nay, đã chuẩn bị bài trình bày rất là mô phạm, rất là chi tiết và rất cập nhật. Sau đó thì có những phần thảo luận cũng rất là tốt, và cảm ơn các quý đồng nghiệp đến giờ này vẫn còn ngồi ở đây để nghe và để cùng thảo luận cùng với chúng tôi. Thì báo cáo với các quý thầy cô các anh chị là sáng nay thì chúng ta có gần 200 đại biểu. Buổi trưa thì chúng ta có 160 đại biểu ăn trưa. Chiều nay thì đến giờ này thì nó vơi đi chắc một nửa rồi. Vẫn còn một nửa. Như thế là hội nghị của chúng ta cũng đã thành công lắm rồi. Khi mà tôi xây dựng chương trình ấy, tôi cũng mong muốn là gì ạ? Là mong muốn được truyền tải được những cái kiến thức vừa cũ vừa mới và vừa cập nhật, để làm sao mà nó nâng được cái tầm hiểu biết của mình về các vấn đề trong lĩnh vực hô hấp, để mà giống như cái tên của chủ đề của hội thảo đấy là để quản lý hiệu quả bệnh phổi, một số bệnh phổi thôi, không phải là tất cả. Và chúng ta sẽ còn rất là nhiều những cái câu hỏi nữa mà trong buổi thảo luận này chúng ta thấy là vẫn còn bỏ ngỏ, sẽ phải có nhiều những cái hội thảo khác, nhưng mà chắc là các cái đơn vị khác, các cái hội chuyên ngành khác, ví dụ như của thầy Thanh chẳng hạn, hay là của anh Hôi chẳng hạn, đấy thì sẽ tổ chức thêm những cái buổi hội thảo về những cái vấn đề mà chúng ta còn còn bỏ ngỏ. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quý vị.